Đây anh chị cô chú nhá, đây thì cô cũng đã đến nơi nhá. Nhật 2190. Đấy, còn bên đây là nóng cù nhá. Gian 4 phân. Đây 6 gian. 6 gian 4 phân nhá. Đấy nha anh chị cô chú nhá. Máy đã được lên xe. Lúc này một chiếc thì đã xe đã nhận rồi. Giờ đây còn hai chiếc nữa. Giờ đây chiếc này nhận rồi, một chiếc đang ở trên đường đi. Đấy. Tí nữa năm sẽ quay quá trình trên đường đi và bàn giao cho khách VIP nha anh chị cô chú nhá. Anh chị cô chú theo dõi nhá. Anh chị cô chú nào quan tâm máy cây thì nhớ nhấn like, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh YouTube Năm Máy Cây nhé. Khi mình đăng ký kênh thì mình sẽ nhận được những cái video mới nhất của Năm Máy Cây, các cái chính sách giá bán tại từng thời điểm thì Năm sẽ cập nhật ở trên cái kênh YouTube Năm Máy Cây nhé. Trên tay của Năm là cái chính sách ưu đãi cho khách mua máy cây Belarus trong tháng 11 này, rất là VIP luôn. Đó, anh chị cô chú nào quan tâm thì cứ nhấn đăng ký kênh nhé để theo dõi kênh YouTube Năm Máy Cây. Tiền đấy thì Năm sẽ nói sơ với cái chính sách máy Belarus trong tháng 11 cho anh chị cô chú luôn. Với cái lô máy Belarus theo kế hoạch thì sắp tới thì cái bên nhà máy nó sẽ tăng giá máy Belarus nhé, bởi vì cái tỷ giá đô la nó đang lên rất là cao nên là sẽ tăng. Nhưng mà bên công ty Goldmark để đảm bảo cái lợi ích cho khách đấy thì công ty không những là giữ nguyên cái giá mà còn hỗ trợ cho anh chị cô chú mua máy cày Belarus trong tháng 11 nhé, với cái giá ưu đãi lên đến 40 triệu luôn, hỗ trợ trực tiếp 40 triệu cho anh chị cô chú luôn nhé. Đây, với những cái model được hỗ trợ 40 triệu là 820, 892, 892.2, đó là được hỗ trợ 40 triệu, lên đến 40 triệu luôn, quá khủng luôn. Còn về phần nóng cù thì có sẵn cho anh chị cô chú luôn, từ dàn cây dàn sới mọi thứ cho anh chị cô chú luôn. Khi mình mua máy cây thì đã có sẵn nông cụ, anh chị cô chú không phải lo lắng là đi mua ở đâu xa. Và nông cụ thì được bên công ty Goldmark tính toán và tư vấn cho anh chị cô chú đúng và phù hợp với cái máy, phù hợp với công việc của từng loại máy cây, từng cái loại địa hình luôn nha anh chị cô chú nhá. Đây là cái lỗ dàn cây mà bên công ty Goldmark vừa mới nhập về cách đây 2 hôm. Đó, rất là nhiều dàn cây, dàn sới, máy cuộn rơm, đó là có đầy đủ hết. Khi anh chị cô chú mua máy cây thì sẽ được mua kèm với cái chính sách của máy Belarus, không những hỗ trợ tiền mặt mà anh chị cô chú nếu mà như anh chị cô chú mua nóng cụ thì sẽ được hỗ trợ rất là tốt này. Mua nóng cụ chỉ với giá 35 triệu đồng, nếu mua một nóng cụ chỉ giá 35 triệu đồng. Anh chị cô chú mua dàn cây hoặc dàn sới thì anh chị cô chú chỉ bỏ ra 35 triệu là mua được. Còn nếu anh chị cô chú nào mà vừa mua dàn cây vừa mua dàn sới nhá, trong tháng 11 này có một cái chính sách rất là hay này. Bởi vì Năm thấy có một số khách là mua hai nóng cụ một lần luôn, dàn cây, dàn sới, thì anh chị cô chú chỉ bỏ ra 30 triệu một nóng cụ là vị trí mình hỗ trợ là mình lời được tới 10 triệu nữa rồi. Đó là vị trí 60 triệu là anh chị có thể sở hữu được một cái dàn cây và một cái dàn sới nhá. Đó là cái chính sách trong tháng 11 khi anh chị cô chú mua máy cây Belarus. Đó rồi, ok anh chị cô chú nhá. Anh chị cô chú nhớ theo dõi tiếp video nhá. Tại năm rồi dùng máy cây đang có mặt trên tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn. Hôm nay thứ sáu cuối tuần, đi giờ này hiện là 10 giờ 17 phút nha anh chị cô chú nhá, 10 giờ 17 phút. Cái giao thông thì khá là thông thoáng, với Mỹ Phước Tân Vạn như này là khá thông thoáng. À rồi, thời tiết hôm nay tương đối mát, nắng nhưng mà mát, nó không đến nỗi gắt vì hôm qua mới mưa rất là to. Đây rồi, ok anh chị cô chú nhá, giờ mà lên Bình Phước thì chắc thời tiết khá là mát, mát hơn.
Hello anh chị cô chú nhá, hiện tại năm vừa mới tới trung tâm Bình Long. Đây khu vực này thì đường khá là đẹp, cây cối hai bên đường rất là thơ mộng nhá. Đây lên đây thủ phủ của cao su rồi, hai bên đường cao su, đường khá là đẹp. Thời tiết ở đây thì vẫn nắng nhưng mà cây cối nhiều nên thấy rất là mát. À bên này có cây tượng Phật Quan Âm này, Phật Tổ. Tượng Phật Tổ rất là lớn nha. Đó, tượng Phật Tổ lớn, cao nhất vùng này luôn. Hello anh chị cô chú nhé, hiện tại Nam đang có mặt tại xí nghiệp cơ khí chế biến thuộc tổng công ty cao su Bình Long nhá, ở ấp Quảng Lợi, xã Tân Lợi, huyện Quảng Bình Phước. Đây là ok, giờ vào luôn nhá. Máy thì mình giao ở đây. Mình bán bộ về đâu nhỉ? Vào luôn. Thời tiết thế này khá là đẹp anh chị cô chú ạ. Giống ở Tây Nguyên á. Mình đang ở Bình Phước mà giống ở Tây Nguyên á đúng không? Đó bên kia là máy cây. Đây. Chiếc này thì đang chạy xuống này. Một chiếc thì xuống rồi, còn một chiếc thì đang chạy xuống. Còn một chiếc nữa thì đang còn trên đường lên nha anh chị cô chú nhá. Đây 21910. Và cái thiết bị nông cụ thì ở bên kia. Đó, trên cái xe đó là chở sầu cái thiết bị bón phân. Đấy anh chị cô chú nhá, đây thiết bị cũng đã đến nơi nhá. Nhất 21910. Đấy, còn bên đây là nóng cù nhá. Gian bổn phân. Đây 6 gian. 6 gian bổn phân nhé. Đây, xe này là xe chở mủ cao su này. Đó, đây là cái xưởng chế biến. Xưởng chế biến. Nghe mùi cao su thì khá là khó chịu, nếu mà không quen thì rất là khó chịu. Nhưng mà mùi này với bên ngành cao su thì mùi đó là mùi tiền nhá. Mùi đó là mùi tiền. Mấy ông ở đây khoái mùi này đó. Đấy. Mùi này mà cái lúc mà không nghe mùi này là biến hết tiền rồi đó. À nên là anh nào cũng rất là khoái mùi này. À đây là sửa xe nhá. Chế biến mủ. Đây máy Jetter 21910 đang lật xuống. Hôm nay năm lên đây giao 3 chiếc Jetter 21910 nhé. Đây giao 3 chiếc luôn, một lần 3 chiếc. Cộng với là 6 cái nông cụ bên này. Đây nông cụ bón phân, 6 cái gian bón phân luôn. Đó, uy tín như anh chị cô chú. À, anh chị nào quan tâm thì cứ alo cho năm mấy cây. Thế phải số điện thoại 0932 567 969. Đây công ty cao su Bình Long nhé. Đây này là Bình Long Bình Phước. Rồi giờ là bắt đầu cho nóng củ xuống nhé. Cho nóng củ xuống nha anh chị cô chú nhé. 6 gian như này. Gian bón phân. Bón phân kiểu này thì nó có hai kiểu. Một kiểu là bón phân dành cho cây kiến thiết cơ bản. Cái kiến thiết cơ bản có nghĩa là cái cây cao su mà khi mà nó từ 1 cho đến 3 năm tuổi á, tức là lúc nó mới trong dưới 3 năm á, thì phải dùng một cái gian như này. Đó để mà nó bón phân. Bón phân thì nó có hai cái gian chảo như này. Một gian thì nó lật đất lên. Phân ở đấy thì nó sẽ xả xuống ở đấy có một cái bơm. Nó được kết nối thủy lực với là cái máy cây. Cái quá trình chạy thì mình điều khiển là nó từ xả phân xuống. Xả phân xuống thì cái chảo gian chảo sau này nó sẽ tự lấp lại,
tự úp lại luôn nhá. Các bạn thì sau cái nóng cú này đã được cầu xuống gần như đầy đủ con một gian cuối cùng ở trên kia. Đấy, cái này còn gian cuối cùng nữa thôi. Đấy, cái gian này thì như lúc này ở trên kia thì Năm cũng có nói. Cái này thì có cái bộ phận điều chỉnh, cái này là điều chỉnh cái đồ mở nhớt để vào cái bơm cho nó quay quay nhanh quay chậm là ở thằng này. Nó có điều chỉnh tốc độ bơm nhá. Để khi hoạt động xuống cái bơm này. Đấy, bơm này nó sẽ quay, quay phân nó sẽ đảo. Trong này thì phân nó sẽ đảo ở trong này nhá. Đó, phân sẽ đảo. Quá trình nó đảo thì cái guông này nó quay. Guông này nó quay nè. Guông này nó quay thì nó tạt phân ra. Còn cái này là cái điều chỉnh cái khe hở. Điều chỉnh cái khe hở đây để cho hở nhiều hở ít, phân ra nhiều phân ra ít là điều chỉnh cái cân này đây. Đó, quá trình thì mình chỉ chỉnh lần đầu thôi, còn lần sau thì mình chỉ việc ngồi trên xe, mình ngồi trên xe thôi nhá, không cần phải điều chỉnh gì nữa. Ngồi trên xe điều chỉnh thủy lực để cho cái lúc nào cái guồng nó quay hay không, đó là cái nguyên tắc của hoạt động của dàn bón này. Đó, đây là 1, 2, 3, 4, 5 và một dàn ở trên kia là 6. Đó, và ba chiếc giấy tơ. Rồi, ok, cơ bản là đã bàn giao xong, còn giờ đến cái khâu thủ tục nữa thôi. Thủ tục nữa là xong nha anh chị cô chú nhá. Đây, máy móc thì ở đây, thủ tục nữa là xong rồi. Về đến ngày thì giao đi nông trường. Giao đi nông trường thì bên công ty Gomax sẽ tự hỗ trợ cho bên công ty cao su hỗ trợ giao đi cho tới các nông trường, xong hướng dẫn cho kỹ thuật và lái máy ở từng nông trường vận hành mấy cái máy này nhá. Rồi, ok, bye bye, hẹn gặp lại anh chị cô chú nào quan tâm thì thích thì nhấn like, nhấn đăng ký kênh, đặc biệt nhấn đăng ký kênh nhé để ủng hộ kênh YouTube Năm Máy Cày. Anh chị cô chú đăng ký kênh thì sẽ thấy được những cái video mới nhất của Năm Máy Cày, trong đó thì có những cái chính sách và giá Năm sẽ cập nhật thường xuyên ở lên đó, thì anh chị cô chú sẽ biết được đầu tiên. Đó, rồi, ok, bye bye, hẹn gặp lại anh chị cô chú nhé.